Theo các nguồn tin Ai Cập, các quan chức Israel dường như đã thay đổi quan điểm về một số điều mà trước đó họ phản đối. Theo đó, Thủ tướng Israel dường như đã sẵn sàng hơn với lời kêu gọi từ các bên trung gian nhằm đạt được một thỏa thuận ngừng bắn mới, đồng thời trả tự do cho các tù nhân Palestine để đổi lấy các con tin bị giam giữ ở Gaza. Thông tin trên được đưa ra sau khi người đứng đầu cơ quan tình báo Israel, David Barrier gặp Thủ tướng Qatar Anthony, ở châu Âu mới đây trong nỗ lực khôi phục các cuộc đàm phán. Phát biểu với báo giới hôm qua, Thủ tướng Israel ông Netanyahu cũng đã để ngỏ khả năng này. Nếu không bị áp lực quân sự, chúng tôi sẽ không thành công trong việc tạo ra một phát thảo dẫn đến việc trả tự do cho 110 con tin. Và chỉ có áp lực quân sự tiếp tục mới dẫn đến việc trả tự do cho tất cả các con tin của chúng tôi, chỉ thị của tôi đối với nhóm đàm phán dựa trên điều này. Tờ tạp chí Phố Uôn của Mỹ số ra hôm nay cho biết các quan chức của Israel và Qatar dự định sẽ gặp nhau tại Naui trong những ngày tới nhằm thảo luận khả năng thiết lập một lệnh ngừng bắn mới kèm trao trả con tin giữa quân đội Israel và phong trào hồi giáo Hamas tại giải Gaza. Qatar hiện là nước đóng vai trò trung gian hòa giải chính giữa Israel và phong trào Hamas. Nước này đã tích cực thúc đẩy hai bên ký thỏa thuận ngừng bắn giúp các con tin ở giải Gaza được trả tự do, qua đó đổi lấy sự tự do của các tù nhân người Palestine bị Israel giam giữ. Thủ tướng Israel đang phải chịu áp lực cực lớn sau khi thông tin về việc quân đội Israel bắn nhầm ba con tin được công bố hôm 15 tháng 12 vừa qua. Nhiều cuộc biểu tình của gia đình người thân các con tin bị bắt giữ đã diễn ra hôm qua ở thủ đô Tel Aviv của Israel. Nhiều người thân của các con tin kêu gọi ông Netanyahu quay lại bàn đàm phán, đồng thời bày tỏ lo ngại rằng người thân của họ có thể là nạn nhân tiếp theo. Tất cả những gì chúng ta nhận được một lần nữa là những con tin đã chết. Yêu cầu của chúng tôi không phải là một cuộc tranh cãi với chính phủ. Đây là lời kêu gọi mà bất kỳ ai cũng sẽ thực hiện nếu đó là cha mẹ của các con tin. Chúng ta hãy cân nhắc và đưa ra kế hoạch để đàm phán ngay từ bây giờ chúng tôi yêu cầu nội các chiến tranh nói chuyện với chúng tôi với các gia đình chứ không phải giải thích rằng họ đang chờ nhận được lời đề nghị từ mỹ hay bất kỳ ai khác chính phủ israel cần phải tích cực họ cần phải đưa ra lời đề nghị và lời đề nghị tốt nhất là đưa các con tin còn sống trở về điều đó đòi hỏi chúng ta phải hành động ngay chúng tôi không có thời gian cho đến nay vẫn còn khoảng 200 công dân Israel và người dân các quốc gia khác bị lực lượng Hamas bắt cóc sau vụ Hamas tấn công Israel ngày 7 tháng 10 vừa qua. Trong đợt ngừng bắn nhân đạo đầu tiên kéo dài một tuần vào cuối tháng trước, phía Hamas đã trả tự do cho trên 100 con tin là phụ nữ, trẻ em và người nước ngoài. Đối lại, phía Israel cũng phóng thích 240 tù nhân người Palestine, trong đó đa phần đều là phụ nữ và trẻ em đang bị giam giữ tại nước này.